Tổng thống Joe Biden ngày 1 tháng 3 cho biết Mỹ sẽ sử dụng máy bay để thả viện trợ nhân đạo xuống Gaza trong bối cảnh các cuộc đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đang diễn ra giữa Israel và Hamas. Tổng thống Joe Biden đã xác nhận thông tin này tại cuộc gặp với Thủ tướng Italy tại Nhà Trắng ngày 1 tháng 3. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng xấu đi tại Gaza khi Israel tiếp tục chiến dịch quân sự tại khu vực này. Động thái của Mỹ nhằm gia tăng viện trợ cho Gaza khi người dân Palestine tại đây đang gặp rất nhiều khó khăn khi không có thực phẩm, nước và thuốc. Theo Tổng thống Biden, việc vận chuyển viện trợ nhân đạo vào Gaza đang diễn ra quá chậm và ông muốn làm trung gian cho một thỏa thuận ngừng bắn thực thời nhằm tạo điều kiện cho người dân tại đây được tiếp nhận các mặt hàng cứu trợ. Giới chức Mỹ vẫn đang tiếp tục kêu gọi Israel mở thêm các cửa khẩu để đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza. Ngoài đường hàng không, Mỹ cũng đang cân nhắc xây dựng một cảng biển tạm thời để vận chuyển viện trợ nhân đạo tới Gaza. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất có 576.000 người trên khắp Gaza, chiếm 1/4 dân số ở khu vực này, đang đối mặt với mức độ thiếu thốn và đói khát thảm khốc, và chỉ còn một bước nữa là đến nạn đói. Theo chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, gần như toàn bộ dân số 2,2 triệu người cần viện trợ lương thực, trong đó 1/6 trẻ em dưới 2 tuổi bị suy dinh dưỡng trầm trọng. Gaza đang chứng kiến mức độ suy dinh dưỡng trẻ em tồi tệ nhất ở bất kỳ đâu trên thế giới. Clark Shaw, Phó Giám đốc điều hành chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc, phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 27 tháng 2. Cơ quan Y tế Gaza cáo buộc lực lượng Israel đã khiến hơn 100 người thiệt mạng khi cố gắng tiếp cận một đoàn xe cứu trợ gần thành phố Gaza vào sáng sớm ngày 29 tháng 2. Israel đổ lỗi cho việc đám đông vây quanh các xe cứu trợ, nói rằng các nạn nhân bị dẫm đạp hoặc cán qua. Một quan chức Israel cũng cho biết quân đội đã phản ứng hạn chế, sau đó nổ súng về phía đám đông mà họ cảm thấy đã gây ra mối đe dọa. Hơn 30.000 người đã thiệt mạng ở Gaza kể từ khi cuộc chiến giữa Israel với Hamas bùng nổ vào tháng 10 năm 2023. Người Palestine phải đối mặt với tình thế ngày càng tuyệt vọng sau gần 5 tháng nổ ra xung đột. Người dân ở dải Gaza phải ăn thức ăn chăn nuôi và thậm chí cả xương rồng để sống sót. Các bác sĩ cho biết trẻ em tử vong trong bệnh viện do suy dinh dưỡng và mất nước, trong khi Liên Hợp Quốc thừa nhận phải đối mặt với những trở ngại quá lớn trong việc viện trợ. Theo cơ quan y tế ở Gaza, số người thiệt mạng cao nhấn mạnh thử thách khủng khiếp kéo dài nhiều tháng của người dân Palestine ở dải đất này. Trong đó, các chiến dịch ném bom trên không và tấn công trên bộ của Israel đã khiến đại đa số cư dân phải di rời và tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo thảm khốc. Mỹ đã đề xuất một lệnh ngừng bắn tạm thời tại Liên Hợp Quốc hồi đầu tháng này, nhưng đã phủ quyết lời kêu gọi ngay lập tức chấm dứt xung đột. Ngày 1 tháng 3, Pháp và Đức đã kêu gọi tiến hành cuộc điều tra độc lập về vụ nổ súng khiến hàng trăm người Palestine thương vong trong lúc chờ nhận hàng viện trợ ở khu vực phía bắc dải Gaza. Ngoại trưởng Pháp Stephanie Gironi khẳng định Paris sẽ ủng hộ việc mở cuộc điều tra độc lập theo yêu cầu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đức Annela Baerbock cho rằng quân đội Israel có trách nhiệm giải thích về vụ việc. Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã lên án vụ nổ súng xảy ra ở phía bắc dải Gaza, nhấn mạnh
mọi nỗ lực phải được thực hiện để điều tra những gì đã xảy ra và đảm bảo tính minh bạch. Trước đó, đồng minh thân cận của Israel là Mỹ cũng đã kêu gọi điều tra kỹ lưỡng về vụ việc, đồng thời cho rằng vụ việc nêu bật sự cần thiết phải tăng cường viện trợ nhân đạo vào Gaza. Chính phủ Brazil ngày 1 tháng 3 đánh giá vụ hơn 100 người Palestine thiệt mạng khi đang chờ được phát hàng viện trợ nhân đạo ở giải Gaza, cho thấy hành động quân sự của Israel ở vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá này không có giới hạn pháp lý. Cơ quan y tế tại Gaza cho biết ít nhất 112 người thiệt mạng và 760 người bị thương trong vụ nổ súng ngày 29 tháng 2. Vụ việc xảy ra khi đám đông người dân Palestine đang tập trung chờ nhận được hàng viện trợ nhân đạo tại một con đường ven biển ở phía tây thành phố Gaza. Các nhân chứng cho biết, cuộc nổ súng của quân đội Israel đã nhắm trúng đám đông. Cơ quan y tế ở Gaza coi đây là vụ thảm sát. Trong khi đó, nguồn tin Israel cho rằng đám đông đã tiến gần quân đội Israel mà họ cho rằng có thể gây ra nguy hiểm đến binh sĩ, buộc họ đáp trả bằng hỏa lực. Ngày 1 tháng 3, các phe phái của Palestine, trong đó có lực lượng Hamas và Fatah, khẳng định sẽ hành động thống nhất trong cuộc xung đột với Israel. Trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc gặp tại Moscow, các phe phái Palestine cho biết sẽ tổ chức cuộc đối thoại trong thời gian tới để củng cố sự đoàn kết dưới ngọn cờ của Tổ chức Giải phóng Palestine. Tuyên bố cũng cho biết các cuộc đàm phán mang tính xây dựng tại Moscow đã đạt được đồng thuận về các vấn đề, bao gồm Israel rút quân khỏi giải Gaza và việc thành lập nhà nước Palestine. Trước đó, ngày 29 tháng 2, các đại diện của các phe phái Palestine, trong đó có Hamas, Fatah và nhóm Hồi giáo vũ trang Jihad, đã tham gia cuộc gặp tại Moscow để thảo luận về cuộc xung đột tại Gaza và vấn đề tái thiết giải đất này. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Palestine Mohammad Steyeh ngày 26 tháng 2 đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Mahmoud Abbas với lý do để tạo sự đồng thuận rộng rãi trong nội bộ Palestine về các thỏa thuận chính trị. المتعلقة بالعدوان على أهلنا في غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية ومدينة القدس وما يواجهه شعبنا